Kết quả cuối cùng là cả hai bên đều thiệt mạng. Tuy nhiên, trận chiến vừa xảy ra lại không phải ở hiện thực mà là không gian do Như Lai sáng tạo ra. Tuy là huyễn cảnh, nhưng Như Lai đã thôi diễn theo hiện thực. La Hầu thì cho rằng nếu chiến đấu thực sự thì kết quả chắc chắn sẽ khác đi. Dù có thiệt mạng thì hắn vẫn không sợ, bởi vì con đường mà hắn đi chỉ có thể nghênh đón cái chết. Như Lai tiếp tục thuyết phục La Hầu ngừng đánh thiên giới. Hai tộc ký kết hiệp ước hòa bình. Muốn làm được chuyện đó thì điều kiện trước tiên cần phải đạt được, đó là đánh bại ba vị vương khác để thống nhất Atula. Hồi nhỏ, hắn từng muốn thay đổi quy tắc của Atula, bây giờ lại được Như Lai thuyết phục. Hắn đưa ra điều kiện, trước khi được nhìn thấy Đế Thích Thiên thì vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu. Điều này cũng đồng nghĩa rằng thiên binh phải rút lui vào trong. Chuyện rút quân, Như Lai đã nhờ và sát tâm an bài. Nhưng mà ý định đó lại khiến cho vài người không bằng lòng, nhất là Quảng Mục Thiên Vương. Nhưng vì lệnh của cấp trên nên không thể làm trái được, thế là ông ta đành phải hô hào binh lính rút lui. Phía ba hướng còn lại cũng bất đắc dĩ phải rút quân. Đại quân Atula thừa thế xông lên, Bảo Linh Thượng Tôn ở phía sau yểm hộ thiên quân rút lui. Thời gian cấp bách, cô quyết định phá hủy các bức tường đá để làm chậm thế tấn công của kẻ địch. Cô sử dụng thần lực phục sinh lại các chấn thiên đồng nhân. Bọn họ đồng loạt đứng dậy, cầm lên trụ cột rồi bổ xuống tường thành, phá hủy các bức tường. Dư chấn lan ra xung quanh đẩy lùi đại quân Atula. Các thiên binh bị thương được đưa tới một cái hồ nước để tắm rửa. Hồ nước này có tác dụng chữa trị thương thế nên số lượng thiên binh đi tới càng lúc càng đông. Bọn chúng tỏ vẻ không đồng tình với hành động lui binh của sát tâm Quan Âm, còn lớn tiếng nói rằng Đế Thích Thiên giao quyền cho hắn là một sai lầm lớn. Xui xẻo cho mấy tên lính muốn bàn tán chuyện thiên hạ là sát tâm cũng có mặt ở đây và nghe được toàn bộ những lời không tốt về mình. Kết quả là những người bàn luận đều bị giáng chức vì tội hiên ngang bàn luận về cấp trên. Phía bên ngoài cung điện, các đại thần cũng không thể ngồi yên được nữa khi mà đại quân Atula đã tiến sát vào thiên cung. Bọn họ muốn Đế Thích Thiên ra ngoài chủ trì đại cục. Đế Thích Thiên ở bên trong thảo luận với Chỉ Quốc Thiên, trong lòng ông đã có quyết định. Về phần La Hầu, bây giờ đã không còn trở ngại nữa. Hắn hô hào các đấu sĩ xông lên, rất nhanh đã đi tới trước cửa cung điện. Đấu sĩ Atula hào hứng muốn lao xuống chặt đầu đám thiên thần. La Hầu thì vẫn thản nhiên, hắn chậm rãi tiến lên phía trước. Quảng Mục Thiên Vương cùng thiên binh đi ra chặn đường không cho tiến vào trong. Một bên thề sẽ thủ hộ thiên cung đến hơi thở cuối cùng. Bên còn lại thì rất muốn xông lên trao đổi chiêu thức, đánh cho thiên thần không thừa mảnh giáp. Đúng vào lúc tình thế đang căng thẳng thì Như Lai đã xuất hiện và tiết lộ mục đích La Hầu đến đây để ký kết hòa ước. Quảng Mục Thiên Vương tỏ rõ sự tức giận. Đến lúc này ông ta mới biết Như Lai chính là kẻ chủ mưu cho chuyện này. Ông ta không tin tưởng vào đám người Atula. Thỏa hiệp với bọn chúng chính là bán đứng thiên giới, bán đứng tất cả chiến sĩ đã chiến tử. Các thiên binh cũng đồng tình với lý lẽ của Quảng Mục. Dù có chiến tử thì bọn họ cũng tuyệt đối không khuất phục. La Hầu lúc này cũng bộc lộ chiến ý. Atula hô hào xông lên, phía thiên binh cũng hô hào nghênh địch. Tưởng rằng lại nổ ra thêm một trận chiến nữa, thì Đế Thích Thiên đã lên tiếng yêu cầu dừng tay. La Hầu cũng ra hiệu đấu sĩ dừng lại. Ông bước ra ngoài đối mặt với Cuồng Vương rồi bày tỏ thái độ muốn ngừng chiến. La Hầu muốn nghe lời tuyên bố, thế là Đế Thích Thiên phải tự mình tuyên bố kết thúc cuộc chiến với đại quân của La Hầu. Điều này khiến cho các thiên binh lẫn các đấu sĩ Atula được một phen bất ngờ. Các thiên binh thì cảm thấy uy nghiêm của thiên giới đã mất hết. Họ cũng không còn cơ hội để báo thù cho các chiến sĩ đã hy sinh. Có tinh thần như vậy là rất tốt, nhưng nếu cuộc chiến vẫn còn tái diễn thì chính bọn họ và thiên cung sẽ là bên bại trận. Các đấu sĩ Atula giống như bị một gáo nước lạnh vào mặt. Mới phút trước, còn đang định đánh một trận đã tay, hạ sát thống khoái, giờ lại phải dừng chiến. Nhưng mà đây chính là mệnh lệnh của vương nên bọn họ chỉ còn cách nghe theo. La Hầu giơ đao về phía Đế Thích Thiên để uy hiếp. Nếu như ông trái lời thề thì hắn sẽ biến thiên giới thành biển máu. Đế Thích Thiên không ngần ngại lập lời thề. Đến đây thì La Hầu cũng tin tưởng, hắn quay về phía các đấu sĩ rồi tuyên bố kế hoạch phá cũ lập mới, đánh bại ba vị vương còn lại để thành lập một quốc gia mới, thống nhất toàn bộ Atula. Các đấu sĩ nghe vậy, liền lấy lại tinh thần. La Hầu nhắc nhở rằng không ai được nhúng tay vào trận quyết đấu giữa hắn và những vị vương khác. Thiên thần dám nhúng tay vào thì mình ước ngừng chiến sẽ hết hiệu lực. Tuy rằng nguy cơ đã tạm thời được hóa giải, nhưng Như Lai vẫn như cũ lo lắng, bởi vì mối uy hiếp của ba vị vương khác là rất lớn. La Hầu mà bại trận thì công sức ngày hôm nay sẽ đổ sông, đổ biển.
Bảo Linh Thượng Tôn giờ đây đã an tâm, có Cuồng Vương liên minh với thiên thần thì tình hình chiến đấu cuối cùng đã có chuyển biến tốt. Đáng tiếc rằng lớp sóng này chưa qua thì lớp sóng khác lại đến. Cô và Đạo Đức Thái Tôn cảm nhận được Nguyên Thủy Ngọc Tôn đã lấy được Vĩnh Hằng Chi Hỏa và đang trên đường tiến về bỉ giới. Đạo Đức Thái Tôn cực kỳ tức giận vì hành động này. Ông ta và Bảo Linh Thượng Tôn lập tức chạy tới ngăn cản Nguyên Thủy Ngọc Tôn. Cùng lúc này, đại quân của Khổ Vương cũng đã bay tới thiên cung. Một lão già đại thần dùng thần lực dựng ra bức tường nhằm ngăn cản thế tiến công của đại quân Atula. Bức tường trong mắt Khổ Vương chỉ là trò trẻ con. Hắn ra lệnh cho đàn em xông lên phá hủy tường thành. Đúng lúc tiến lại gần thì Khổ Vương lập tức giật mình. Hắn cảm nhận được một cỗ sát khí mạnh mẽ. Còn chưa kịp phản ứng thì một luồng kinh lực đã phá vỡ bức tường rồi đánh thẳng về phía hắn. Người xuất thủ không ai khác ngoài Cuồng Vương La Hầu. La Hầu trực tiếp tuyên chiến với Khổ Vương. Thấy đối phương kiên quyết như vậy, Khổ Vương cũng chiều ý. Hắn ta biết rằng giữa các vương rồi cuối cùng cũng phải có một trận quyết chiến. Vậy thì hôm nay chiến đấu tại Thiên Cung cũng là một ý kiến hay. Nói rồi, hắn bạo phát ra một luồng khói độc. Các đấu sĩ Atula ở gần đó mải hóng chuyện nên không kịp bỏ chạy. Chỉ cần chạm vào làn khói liền ngã xuống. La Hầu vung đao chém ra nhiều luồng kinh lực sắc bén. Tuy nhiên, Khổ Vương lại sở hữu khả năng linh hoạt. Hắn dễ dàng tránh né toàn bộ công kích. Kinh lực do La Hầu chém ra dễ dàng phá hủy một tòa nhà. Nếu như bị đánh trúng thì xác định trọng thương nghiêm trọng. Một bên tấn công bằng sức mạnh tuyệt đối, bên còn lại thì sử dụng tốc độ linh hoạt để đối phó. La Hầu hoàn toàn không làm gì được Khổ Vương. Cơ thể hắn ta giống như làn khói, trước khi đao chém xuống thì đã hóa thành làn khói tránh né. Sau đó bất thình lình vòng qua phía sau tặng một trường độc vào lưng. Sau khi bị trúng chiêu, tốc độ và sức lực của La Hầu đã chậm đi rất nhiều. Nhưng mà Cuồng Vương vẫn mặc kệ và liên tục lao đến tấn công. Hắn ta vừa bỏ chạy vừa tranh thủ phóng ra nhiều luồng khí độc. La Hầu lại nhảy lên bổ xuống một kích khủng khiếp. Khổ Vương không kịp tránh né nên chỉ có thể dùng sức mạnh ngăn cản. Ngay sau đó hai bên lại chuyển sang đánh tầm xa. Khổ Vương phóng thích khí độc ra xung quanh. La Hầu thì đứng tại chỗ vung đao và luồng khí độc. Hàng trăm luồng kinh lực được chém ra. Sức mạnh quá khủng khiếp. Khói độc bị đẩy lui hoàn toàn. Cơ thể hắn cũng bị kinh lực chém trọng thương. Không chịu thua, Khổ Vương quyết định tung ra tuyệt chiêu, phóng thích độc tố trong người ra ngoài. Phạm vi bao trùm đã rộng hơn trước vài lần. Rất nhiều đấu sĩ không kịp lui ra xa, kết quả là bị khói độc thôn phệ. Chỉ cần bị làn khói chạm vào người, độc tố sẽ lập tức xâm nhập vào động mạch, rồi theo máu lan ra toàn cơ thể. La Hầu bị bao phủ hoàn toàn bên trong làn khói. Các đại thần của Thiên Cung chứng kiến được chuyện này cũng tỏ vẻ bất an. Nay được tận mắt chứng kiến sức mạnh của Khổ Vương thì há hốc mồm ngạc nhiên. Giờ mới chịu thừa nhận sức mạnh của Atula hoàn toàn là những quái vật có sức mạnh kinh khủng. La Hầu chỉ còn biết xoay hai thanh đao thành vòng tròn để xua đuổi độc và đám côn trùng bên trong làn xương độc. Nhưng vẫn còn rất nhiều côn trùng bay tới chích vào người. Cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là cách. La Hầu đành phải chơi liều một phen. Thay vì chống đỡ thì hắn quyết định hấp thu toàn bộ độc vào cơ thể. Một ý định quá táo bạo. Tưởng rằng Cuồng Vương sẽ bị độc giết chết, ai ngờ vẫn bình an vô sự. Điều này làm cho Khổ Vương bất ngờ không dám tin nổi. Chưa để cho hắn hết bất ngờ thì Cuồng Vương đã lao tới tấn công phủ đầu. Khổ Vương ngưng tụ ra đôi cánh bằng độc, rồi phóng những chiếc lồng vũ phản công. Sau đó tuyên bố rằng trận chiến đến đây nên kết thúc rồi. Hắn ta sử dụng ra tuyệt chiêu. Đôi cánh sau lưng biến hóa thành khổng lồ, bốc cháy dữ dội. Hàng trăm hàng ngàn chiếc lồng phóng ra ngoài bay tán loạn. Những đấu sĩ Atula bị trúng chiêu lập tức trở thành cái xác. La Hầu dùng toàn lực thi triển tuyệt chiêu giam cầm hư không. Đây là chiêu thức đã từng được sử dụng để quyết chiến với Tôn Ngộ Không. Mọi thứ ở trong phạm vi của chiêu thức đều bị làm chậm xuống 100 lần. La Hầu chỉ cần sách đao nhảy đến bổ vào người Khổ Vương. Như Lai có bắt diệt kim thần cũng không chịu nổi những cú bổ đầy uy lực. Khổ Vương chỉ là cơ thể máu thịt thì làm sao chống chịu nổi đây. Hắn ta bị đánh rơi xuống nóc tòa nhà. Dù rất không cam lòng thì cũng không thể làm gì được. La Hầu nhẹ nhàng vùng đao tách cái đầu của hắn ra khỏi cơ thể. Đám đấu sĩ dưới trướng Cuồng Vương hô hào vui mừng. Còn đàn em của Khổ Vương thì như rắn mất đầu. Atula có truyền thống đi theo cường giả. Thế là bọn họ đã quy phục vào hàng ngũ dưới trướng La Hầu. Về phần Thiên Cung, dù đã hợp tác với La Hầu thì bọn họ vẫn phải đề phòng cẩn thận. Thế là Sát Tâm đã an bài một nhóm thiên binh tình nhuệ để sẵn sàng ứng phó nếu như có biến cố xảy ra.
Ngay sau đó, đại quân Trảm Vương cũng hành quân tiến vào thiên cung. Huồng Vương nhanh chóng bay đến gặp gỡ Trảm Vương. Nhìn thấy chiến đội có cả quân đội của Khổ Vương, Trảm Vương nhanh chóng nhận ra bà chị đã bị đánh bại. Điều này khiến cho Trảm Vương cực kỳ phẫn nộ. Nói nhiều cũng vô ích, La Hầu nhanh chóng rút đao, sẵn sàng một trận quyết chiến. Hai người vừa đứng trên yêu thú phi hành vừa vung chiêu tấn công đối thủ. Dù đã hao tổn sức lực để chiến đấu với Khổ Vương, nhưng hiện tại Huồng Vương vẫn không có chút nào rơi xuống thế yếu. Trảm Vương bay lòng vòng tránh né rồi biến đổi vũ khí thành một cái nỏ bắn trả đòn. Huồng Vương không may bị mũi tên bắn vào ngực ngã ngửa về sau. Trong lúc đang rơi tự do, hắn ta vẫn kịp vung đao chém ra một luồng kinh lực vào yêu thú khiến Trảm Vương cũng rơi xuống đất. Dù bị rơi từ độ cao trên 100 mét xuống đất thì cả hai người vẫn không bị thương. Trảm Vương chủ động phản công, sử dụng vũ khí là bộ móng vuốt khổng lồ liên tục chém ra những đòn sắc bén. La Hầu dùng hai thanh đao ngăn cản, rồi bạo phát sức mạnh đánh bay đối thủ vào cột nhà. Kế tiếp đến lượt Huồng Vương phản công. Hai bên đánh nhau từ trong nhà ra ngoài sân. La Hầu bổ mạnh xuống đất, khiến mặt đất nứt vỡ, tảng đá bay lên. Hắn sút tảng đá bay vào người Trảm Vương khiến Trảm Vương bay ra xa. Nhân lúc có lợi thế, La Hầu lập tức lao đến bổ xuống một kích để kết liễu trận chiến, nhưng Trảm Vương lại dễ dàng ngăn cản, còn đánh bay hắn ra xa. Ban nãy hai bên chỉ dùng sức mạnh cơ thể để chiến đấu, vẫn chưa sử dụng đến sát chiêu. Trảm Vương sử dụng ra Lôi Đình chiến giáp, đằng sau lưng mọc ra 6 cái chân nhện, cánh tay khóa thành mũi khoan khổng lồ rồi liên tục tấn công La Hầu. Thế công dồn dập như vũ bão, vũ khí lại thay đổi quá linh hoạt, La Hầu bị bối rối không kịp phản ứng nên đã bị trúng đòn, cơ thể bị đánh bay vào tường thành. Không chịu bỏ cuộc, La Hầu nhanh chóng đứng dậy, bạo phát đấu hồn, sức mạnh lại cuồn cuộn rồi cầm đao xông lên. Chỉ với một lần vung đao đã chém rụng mũi khoan khổng lồ. Sau đó lại chém ra hai luồng kinh lực nữa, Trảm Vương dùng 6 cái chân nhện ngăn cản. Đối mặt với sức mạnh quá khủng khiếp, 6 cái chân nhện đã bị phá hủy chỉ trong một nốt nhạc. Cơ thể bị dư chấn đánh bay về sau vài chục mét. Chưa để cho đối thủ có thời gian đứng dậy thì hắn đã cầm đao vút đến. Trảm Vương nhanh trí tạo ra một cái búa khổng lồ ném trả đòn. Cú phản kích này quá chí mạng, La Hầu đang lao với tốc độ nhanh nên không kịp phản ứng. Kết quả là bị ném búa vào mặt, cơ thể giống như một cục thịt bay về sau hàng trăm mét, đâm nát tường thành rồi đâm nát 10 tòa nhà nữa mới dừng lại. Chưa kịp đứng vững thì Trảm Vương đã lao đến đánh phủ đầu. Trong lúc nguy cấp đó, La Hầu chỉ còn cách là dùng hai cánh tay ra ngăn cản. Dù phải dùng cơ thể máu thịt ra đỡ đòn thì hắn vẫn toàn thầy. Từ điều này liền có thể thấy nhục thân của Huồng Vương quá mạnh mẽ. Hắn gồng mình đỡ đòn, cơ thể bạo phát đấu hồn rồi triệu hồi lại vũ khí tấn công ép Trảm Vương phải phân tâm ngăn cản. Nhờ vậy mà Huồng Vương đã thoát khỏi thế bị động. Hắn thu hồi lại vũ khí, toàn thân bạo phát đấu hồn, sức mạnh cuồn cuộn giống như vũ bão. Sau khi đã nghiêm túc chiến đấu, Trảm Vương nhanh chóng rơi xuống yếu thế và bị chém bay đi như trong chóng. Thế công của Trảm Vương rất mạnh và sắc bén, ngược lại thì sức chịu đựng của cơ thể lại không quá mạnh. Sau khi bị La Hầu đánh trúng, liền trọng thương hộc máu. Không cam chịu thất bại, Trảm Vương quyết định liều mạng, bay lên không trung rồi thi triển ra chiêu sát thủ mạnh nhất. Đấu hồn cuồn cuộn thành một cơn lốc, vũ khí trên tay các đấu sĩ Atula đều bị hút đi. Muốn giữ lại cũng không được, ngay cả hai thanh đao trên tay La Hầu cũng rung động. Nếu không phải hắn cầm chắc chắn thì có lẽ đã tuột khỏi tay. Toàn bộ vũ khí đều tập trung lại một chỗ rồi bị Trảm Vương biến đổi thành một thanh đao khổng lồ cuồn cuộn uy lực. Thanh đao nhanh chóng chém xuống. La Hầu không muốn tránh né, hắn bạo phát sức mạnh rồi dùng hai thanh đao ngăn cản. Vụ va chạm tạo ra dư chấn khủng khiếp. Mặt đất nứt vỡ, các tòa nhà xung quanh bị phá hủy chỉ sau một đợt dư chấn. Lúc này các đại thần của thiên cung mới hoảng sợ. Ban đầu bọn họ vẫn xem thường Atula. Giờ tận mắt nhìn thấy sức mạnh của họ thì mới biết rằng vương của Atula mạnh như thế nào. Đổi lại là bọn họ thì có lẽ đã bị chém rụng từ những chiêu đầu tiên rồi. Đao khổng lồ như thế chè chè ép xuống, La Hầu bị đèn ép đến mức không đứng vững được nữa. Chỉ cần không cầm chắc vũ khí thì đao khổng lồ sẽ lập tức giáng xuống người hắn. Với uy lực này thì dù cơ thể hắn có cứng rắn thì e rằng vẫn sẽ bị chém tàn xác. Vết thương cũ trên người bị ép đến mức chảy máu, đầu óc Huồng Vương dần dần mất tỉnh táo. Đúng vào lúc sắp ngã xuống thì đấu hồn của hắn lại đột phá, màu sắc đỏ đậm hơn và bao trùm toàn thân, đúng là càng đánh càng mạnh. Hắn gồng mình đứng lên rồi chém ra hai luồng kinh lực, đẩy lui thế công và phá hủy thanh đao khổng lồ. Kế tiếp là cầm đao xông lên, Trảm Vương tạo ra một mũi khoan khổng lồ rồi cũng lao xuống chạm trán trực diện. Sau khi va chạm, vũ khí của Trảm Vương lại bị phá hủy chỉ trong một nốt nhạc.
La Hầu tặng cho đối thủ 2 nhát đao vào người. Đến đây thì kết quả trận chiến đã có. Đấu sĩ dưới trướng hắn hò reo cổ vũ, còn đấu sĩ dưới trướng Trảm Vương thì mặt mày ủ rũ. Người lãnh đạo đã bại trận, bọn họ chỉ có thể quy phục về trướng Cuồng Vương mà thôi. Ngay khi cơn sóng này vừa trôi qua thì lớp sóng sau đã đến. Cuồng Vương chưa kịp nghỉ ngơi thì đại quân Uyên Vương đã đi tới. Uyên Vương sớm đã đoán ra được chuyện này nên không thể bất ngờ chút nào. Thời đại cân bằng của 4 vương cuối cùng cũng kết thúc rồi. Đối mặt với thế công, Uyên Vương chỉ cần vẫy tay tạo ra nhiều cái xúc tu. La Hầu chưa kịp làm gì thì đã bị khống chế cứng lại một chỗ. Uyên Vương khen ngợi sức mạnh của hắn. Nhưng điều khiến cô thất vọng là hắn lại ôm một ý tưởng nực cười là thay đổi Atulan. La Hầu vẫn kiên quyết với ý định của mình. Hắn thiêu đốt đấu hồn, thu hồi vũ khí rồi bắt đầu phản kích. Cuồng Vương lập tức cầm đao bổ về phía Uyên Vương. Khán giả đứng xem bị đánh bật về sau ngã ngửa. Uyên Vương chẳng biết từ lúc nào đã tránh thoát khỏi đòn công kích. Cô ta sử dụng những cái xúc tu quỷ dị tấn công. La Hầu chạy lòng vòng tránh né rồi tìm cơ hội phản công. Ai ngờ những cái xúc tu lại thu phóng quá linh hoạt, ngăn cản hoàn toàn thế phản công. La Hầu liên tục vung đao chém ra nhiều luồng kinh lực. Xúc tu lao đến bao nhiêu đều bị chặt đứt bấy nhiêu. Chứng kiến cỗ sức mạnh này, Uyên Vương lại không hề lo lắng, thậm chí cô còn cảm thấy hứng thú. Sau khi giải quyết xong hết xúc tu rắc rối, hắn ta lại cầm đao xông lên. Kết quả vẫn như cũ, còn chưa kịp bay đến thì đã bị một cái xúc tu khác chặn lại, rồi lại bị tấn công dồn dập. La Hầu hoàn toàn rơi xuống thế yếu, cơ thể lần thứ hai bị xích lại. Sức mạnh của Uyên Vương vừa mạnh mẽ vừa quỷ dị, ngay cả cơ hội áp sát cũng không có, nói gì đến đánh bại được cô ta. Nhiều cái xúc tu cuốn lại thành một quả cầu hình tròn. Cuồng Vương giờ đây giống như nhân thịt bên trong một cái bánh vậy. Uyên Vương điều khiển xúc tu đâm xuyên qua quả cầu. La Hầu bị đâm nhiều nhát vào người, máu liên tục chảy ra ngoài. Tưởng rằng cuộc chiến đến đây đã kết thúc. Nhưng ngay sau khi Uyên Vương quay người rời đi thì một cỗ đấu hồn lại bạo phát. La Hầu hiển nhiên vẫn còn sống, chỉ là cơ thể đã chẳng chịt vết thương. Hắn gồng mình bạo phát đấu hồn thoát khỏi khống chế. Uyên Vương nhanh chóng sử dụng chiêu cũ đó là triệu hồi ra rất nhiều xúc tu ngăn cản. La Hầu dễ dàng tránh né rồi tiếp cận lại gần chém một đao. Cô ta nhanh chóng lách người tránh né. Nếu đòn tấn công này đánh trúng thì xác định là đầu của Uyên Vương sẽ bị tách ra khỏi cơ thể. Cô dựng ra một hàng rào bằng hàng trăm cái xúc tu. La Hầu tiếp tục thiêu đốt đấu hồn, toàn thân toát ra sức mạnh giống như lửa đốt. Hắn sử dụng ra tuyệt chiêu rồi lao tới chém thẳng vào bức tường bằng xúc tu phía trước. Sức mạnh chiêu thức này quá khủng khiếp, xúc tu cứng rắn bị chém đứt. Khói bụi bay mù mịt khiến tầm nhìn xung quanh trở về con số 0. Một nắm đấm khổng lồ bất ngờ lao đến, La Hầu vội vã dùng 2 thanh đao ngăn cản, cơ thể bị đánh bay về sau. Người khổng lồ này được tạo ra từ các xúc tu, mỗi bước chân di chuyển đều tạo ra một vụ chấn động. Người khổng lồ lao đến tung nắm đấm, La Hầu cầm đao xông lên ngăn cản, sức mạnh của hắn vẫn quá mạnh. Cánh tay người khổng lồ bị chặt đứt, chưa kịp vui mừng thì nơi bị chặt đứt lại mọc ra một cánh tay mới. Sau đó người khổng lồ tiếp tục giáng nắm đấm của mình về phía hắn. La Hầu tránh né được vài đòn rồi lại bị bắt. Người khổng lồ dùng 2 tay định ép cho hắn thành mảnh vụn, La Hầu gồng mình ngăn cản. Uyên Vương thấy vậy đành phải triệu hồi ra vài xúc tu đâm xuyên người hắn. Chiêu này quá chí mạng, nó khiến cho Cuồng Vương mất hết sức phản kháng. Sau đó người khổng lồ lại biến đổi cánh tay thành nhiều xúc tu sắc nhọn, đâm liên tục. Tưởng rằng La Hầu đã bị biến thành cục thịt, nằm yên dưới đất, mặc kệ cho kẻ địch xiên. Nhưng không, hắn vẫn có thể đứng vững. Hắn dùng 2 tay ngăn cản thế tấn công. Sau đó không mình bạo phát đấu hồn. Tuy không cầm vũ khí trên tay, nhưng mà đấu hồn của hắn lại cực kỳ sắc bén. Đấu hồn hóa thành mấy chục luồng kinh lực chém ra xung quanh, đẩy lui người khổng lồ. Lúc này, Cuồng Vương giống như một sát thần, đấu hồn bốc cháy rừng rực, làn da không còn màu xanh truyền thống nữa, mà đã chuyển sang màu tím than. Hắn thu hồi lại vũ khí rồi bắt đầu phản công. Tốc độ cùng sức mạnh đã tăng lên gấp bội, dễ dàng tránh thoát khỏi các đợt công kích. Sức mạnh chém ra cũng dễ dàng chặt đứt cánh tay của người khổng lồ. Hắn bay lên trên không trung rồi thiêu đốt đấu hồn, sức mạnh ngưng tụ thành 2 thanh đao khổng lồ chém xuống. Chỉ cần một kích đã đánh bại người khổng lồ. Chưa để cho Uyên Vương hết kinh ngạc thì La Hầu đã vòng qua phía sau chém ra một kích. Đòn tấn công quá bất ngờ, cô ta bị trúng đòn bay ra xa. Cô nhanh chóng đứng dậy, dù mới bị ăn đòn thì Uyên Vương lại không tỏ vẻ lo lắng, thậm chí còn tỏ vẻ vui mừng.
Atula là phải tìm ra sinh mệnh và sức mạnh trong chiến đấu. Thương tích sẽ chỉ khiến Atula trở nên mạnh hơn. Đây là điều mà cô đã muốn nhìn thấy. Cô triệu hoán ra nhiều cái xúc tu bao bọc toàn bộ cơ thể. Xúc tu tạo thành một bộ giáp cứng rắn, rồi lao đến đánh trực diện. Dùng tay không đỡ đau mà không một chút chảy xước. Dù có bị đau bổ vào người vẫn không bị tổn hại. Bộ giáp toàn thân quá cứng rắn, căn bản không thể chém đứt. Thế công của La Hầu gần như không có tác dụng. Ngược lại, Uyên Vương tung nắm đấm bằng tay không lại có thể đẩy lui hắn về sau. Hắn cầm đao tiếp tục xông lên. Uyên Vương triệu hồi xúc tu từ xa chói chân và chói tay khiến hắn không thể nhúc nhích. Sau đó lại dùng nhiều xúc tu đâm xuyên người. Chẳng rõ hắn đã bị xiên thủng người bao nhiêu lần nữa. Dù đối thủ đã thành miếng thịt xiên thì cô ta vẫn không có dấu hiệu muốn dừng tay. La Hầu bị quật xuống đất, Uyên Vương lại tạo ra nhiều nắm đấm rồi bắt đầu một trận dã hành. Đấm liên tục mấy chục cú đấm vào mặt La Hầu. Sau trận đòn này, La Hầu đã nằm yên một chỗ. Điều này khiến Uyên Vương thất vọng. Cô vẫn muốn được chứng kiến kỳ tích, muốn được xem cảnh giới tối cao của Atula. Chỉ có cực kỳ ít người có thể thiêu đốt đấu hồn không giới hạn. Cứ ngỡ La Hầu sắp đạt đến cảnh giới đó nên cô đã đặt kỳ vọng. Bây giờ sự kỳ vọng đó lại sụp đổ. Cảnh giới của Uyên Vương cao hơn, nếu hắn chỉ có nhiều đây thì giữ lại cũng không có tác dụng nữa. Cô tung ra chiêu kết liễu bằng cách triệu hồi ra rất nhiều xúc tu sắc nhọn, đâm mấy chục nhát xuyên người La Hầu. Tưởng rằng cuồng vương đã bại trận, nhưng ý chí mãnh liệt không chịu khuất phục trong tim vẫn rực cháy. Trái tim hắn bất ngờ đập nhanh, đấu hồn lần nữa thiêu đốt, toàn bộ cơ thể biến hóa thành trạng thái siêu say da. Làn da biến đổi thành màu nâu xám, cánh tay cuồn cuộn cơ bắp, vết thương trên người khép lại cực kỳ nhanh. Uyên Vương chứng kiến cảnh tượng này liền vui sướng. Đây chính là cảnh giới cô đã theo đuổi cả đời, cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến. La Hầu hóa thú lao đến tấn công, Uyên Vương dựng lên hàng rào xúc tu ngăn cản, nhưng đối mặt với sức mạnh tuyệt đối của cuồng vương, xúc tu nhanh chóng bị phá hủy. Cuồng vương thừa thế lao đến đâm một đao vào giữa ngực Uyên Vương. Trước đó, đao của hắn không thể tạo ra tổn thương cho bộ giáp. Bây giờ thì đã khác, bộ giáp chỉ giống như một miếng thịt dễ dàng bị đâm xuyên qua. Dù bại trận thì cô lại vui mừng, bây giờ không ai có thể ngăn cản được hắn nữa. Cô muốn hắn hủy diệt sạch sẽ mọi thứ trước mắt đi. Sau khi hạ đò ván Uyên Vương, hắn lập tức chuyển mục tiêu sang phía thiên thần. Đúng như lời cô đã nói, La Hầu bây giờ đã mất hết tâm trí, dục vọng chiến đấu không thể dừng lại. Bất kỳ khiêu chiến nào đều chỉ khiến đấu hồn của hắn bị thiêu đốt mãnh liệt hơn. Như Lai muốn ra sân, đánh thức ý thức của La Hầu. Sau vài chiêu giao thủ thì vị đại thần này cũng bị chém trọng thương. Tuy nhiên, điều này lại nằm trong ý định. Như Lai không sử dụng ra toàn lực vì muốn xem thử La Hầu liệu có chút lưỡng lự nào khi xuống tay với mình hay không. Và dĩ nhiên là không. Đúng là quá nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là bị chém rụng. Không còn cách nào khác, Như Lai đành phải dùng toàn lực. Đầu tiên là sử dụng thần kỹ triệu hồi ra nhiều nhánh cây trói buộc cuồng vương lại. Sau đó, xâm nhập vào nội tâm hắn. Không gian nội tâm của La Hầu đã bị biến đổi thành bộ dạng trống rỗng, liên tục sụp đổ. Ý thức La Hầu chỉ biết đứng yên một chỗ. Như Lai chạy đến kêu gọi nhưng trước khi kịp tiến lại gần thì đã bị đánh bật ra ngoài. Ý thức của hắn đang chống cự lại sự xâm nhập. La Hầu gồng mình phá vỡ thần kỹ trói buộc, rồi cầm đao xông lên. Như Lai sử dụng ra kim thân để chiến đấu. Các đòn tấn công của hắn cực kỳ mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa đủ tạo ra đủ sát thương để phá vỡ kim thân. Ngược lại, Như Lai thì di chuyển quá linh hoạt, luồn lách qua người La Hầu, đánh gãy tay hắn rồi tặng cho hắn một trận no đòn. Đáng tiếc rằng tốc độ khôi phục của hắn lại quá nhanh, vết thương lành lại chỉ mất vài giây. Mà hành động của Như Lai đã khiến hắn trở nên điên tiết. Một khi đã nổi điên, sức mạnh sẽ tăng lên rất nhiều. Hắn chém ra mấy chục luồng kinh lực sắc bén. Như Lai cảm nhận được sự áp lực nên cũng không dám chống đỡ trực diện, buộc phải sử dụng đến thần kỹ. Ngưng tụ ra kim càng khổng lồ để ngăn cản các luồng kinh lực. La Hầu thế vậy càng điên tiết, hắn trực tiếp xông lên đánh trực diện với người khổng lồ. Sức mạnh của La Hầu bây giờ đã mạnh hơn trước vài lần. Kim càng bất hoại cũng chỉ có thể đỡ nổi ba đòn tấn công. Như Lai cũng đã bị trọng thương, mà La Hầu thì không có dấu hiệu dừng lại. Đối mặt với lần tấn công tiếp theo, Như Lai đành phải dùng hai tay ngăn cản, sức mạnh khủng khiếp như ngọn núi giáng xuống. Cơ thể Như Lai bị ép tới cực hạn, bất diệt kim thân bị xẻ rách. Một khi mất đi kim thân, thân thể bình thường sẽ chẳng thể chống đỡ được, có thể bị chém rụng ngay lập tức. Đúng vào lúc này,
Tù Mò bất ngờ xuất hiện đánh một chưởng lên tay La Hầu, khiến công kích bị chém hụt. Nhờ vậy mà Như Lai đã may mắn giữ lại được tính mạng. Đổi lại thì cơ thể Như Lai đã trọng thương nặng. Tù Mò đứng ra khuyên ngăn phụ thân. La Hầu đáp trả lời khuyên bằng cách chém ra hai luồng kình lực. Rất may là cậu bé này đã học được chiêu thức kim cang hộ thể nên không bị thương. Mẫu thân cậu lên tiếng hô hào cậu lùi lại. Tô Ma từ chối, cậu muốn quyết chiến đến cùng. La Hầu thấy có người cản đường nên liên tục vung đao tấn công. Tô Ma dùng thân thể linh hoạt tránh né công kích, sau đó tìm cách nhảy lên gần ôm chặt cổ La Hầu và liên tục lên tiếng khuyên nhủ hắn tỉnh lại. Tuy nhiên, La Hầu vẫn y nguyên không có phản ứng. Hắn bạo phát đấu hồn, sức mạnh đấu hồn hóa thành vài trăm luồng kinh lực. Mọi thứ xung quanh bị phá tan tành, cứ tiếp tục như vậy, toàn bộ thiên cung sẽ bị phá hủy. Vì là người ở gần nhất, nên Tô Ma bị đấu hồn băm cho suýt nát người. Có lẽ được thừa hưởng di truyền từ phụ thân nên sau khi bị trọng thương, Tô Ma lại trở nên mạnh hơn. Cậu bé đột phá cảnh giới ngũ thần đấu cảm, sau đó sử dụng loại sức mạnh này kết nối với tâm trí La Hầu. Nhờ vậy mà La Hầu đã tỉnh táo trở lại. Đến đây thì trận chiến dừng lại, nguy cơ của thiên giới cũng không còn nữa. La Hầu lên tiếng tuyên bố trận chiến tranh giữa thiên thần và Atula chấm dứt, sau này không xâm phạm lẫn nhau. Các đấu sĩ nghe xong những lời này liền được một phen bất ngờ. Nhưng đây là luật pháp của vương nên không ai có ý kiến. Ngoài ra hắn cũng nhắc nhở Đế Thích Thiên cùng toàn thể thiên thần. Bọn họ mà vi phạm lời thề thì hắn sẽ trực tiếp đến huyết tẩy thiên cung. Mọi chuyện ở đây đã xong, La Hầu nhanh chóng rời khỏi thiên cung để trở lại địa bàn của mình. Về phía thiên thần thì vẫn chưa được nghỉ ngơi, lớp sóng này vừa trôi qua thì lớp sóng sau lại đến. Sức mạnh của ám hồn đã xâm nhập mạnh mẽ ở nhân gian, tạo thành tai họa. Đồng thời, Nguyên Thủy Ngọc Tồn cũng đã đến được bỉ giới, vĩnh hằng chi hỏa e là không ổn rồi. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với các thầy trò đứng tam tạng? Các bạn hãy cùng chúng mình đón xem diễn biến các tập tiếp theo nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!